Giơ tay nhau đây. Ôi nhiều chưa? Đây đậu rồi, đậu rồi. Cho bắt mày chíp vào. Nào. Đây. Đây. Đấy đi à, đi này. Chíp ơi. Đẹp chưa ơi, đậu ơi. Bắp ơi. Bắp ơi. Ờ, đứng giữa đường dưới nó tự do bao vụ. Đi đi. Đây. Bắp đâu? Bắp rồi. Chị ơi, Kim Anh ơi, một người. Không nạc đi. Anh. Ở đây là đông rồi. Anh chuyển ra tay nhau hả, chị ơi. Ra tay em bơ nào. Đi đâu mua. Kim Anh ơi. Chip đâu? Đồng nắng em tỉ trọng nào anh chị ơi, xe cơ quan tỉ trọng đồng giá chỉ 10.000 đồng, chỉ 10.000 đồng. Em đang ở Hà Nội phố Hoàng Mã. Sao bà mua? Đây đây. Nào bơ mới đậu đi. Xách tay nhau vào không nạc đây. Đi vào giữa đây. Bay à. Mẹ cho cả nhà. Đậu ơi. Ra đây, ra đây. Nào bắp vào đây. Bơ đi. You just come out of the hostel and then they just this is the bit. À, mỗi người dắt tay một người. Quý đẹp không? Đẹp chưa? Bác ơi, bác ơi. Bác ơi. Bác ơi. Bác ơi, bác ơi, nhìn này, cá đẹp này. Gần trung thu rồi. Đẹp chưa? Đậu đâu? Ôi, nay cho các cháu đi trung thu sớm em ạ. 20.000 một lần rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Trông con nhau của người nào người trông nạc đấy.
Mệt không phải đi này, đi trông một lũ tiểu yêu này, đây này đấy. Cả bơ, cả bắp đây này. Hãy đi theo. Đại Sơn ơi, có sao vậy Đại Sơn ơi, đấy. Cười, bơ. Bơ cười nào. Nào đậu ơi. Bắp ơi. Ơi, bơ, bơ. Đẹp lắm, ra đây đẹp lắm. Phố Hàng Mã.